Rồi chúng ta mở Word ra. Hôm nay chúng ta sẽ học nâng cao phần thiết kế nghệ thuật ở trong Word và các ứng dụng chèn các đối tượng, vân vân. Thế để làm một bài thiết kế hôm nay thì chúng ta sẽ làm cho thầy một cái thầy làm một cái tờ quảng cáo nhá. Quảng cáo xong từ đó ứng dụng ra những cái khác. Ta sẽ làm cái quảng cáo. Rồi, làm quảng cáo là cái standee, gọi là standee. Standee nó như này nhá. Đây, để các bạn biết nó là standee nó như nào. Đây, bây giờ các bạn nhìn thấy này. Trên màn hình của chúng ta standee đây. Cái này các em hay gặp ở các siêu thị, các nhà hàng, các hội nghị, vân vân. Đấy, các tổ chức sự kiện. Nó có ghi giá ở đây này, nó rất nhiều kiểu giá để đựng cái standee này. Căng cho xem tên ở cái này để cho chúng ta nhìn thấy rất là đẹp. Thì hôm nay chúng ta sẽ dùng thiết kế standee và thiết kế gọi là một cái gọi là background, gọi là một cái banner quảng cáo đó bằng Word. Rồi, cả lớp nhìn trên thấy thầy sâu các standee ra chưa? Alo. Đó, ví dụ như này nhá. Đây là một cái standee. Đó, các em có thể thiết kế một cách thoải mái, vô tư là chúng ta có công cụ Word để chúng ta làm thiết kế. Rồi, thế bây giờ thầy sẽ vào mở màn cho cái công việc này. Thì các em nhìn thấy đây là một trang trang đầu tiên, trang Word, đúng không? Thế thì chúng ta phải vào đặt cho nó một cái kích thước. Chúng ta vào layout nha, các em nhớ ghi này. Muốn đặt kích thước vào layout, chọn size. Chọn size do chúng ta more paper size. Đó, rồi chúng ta sẽ nhập số liệu vào. Thì trong Word của Standee ở trên thực tế nó có độ dài như sau, các em ghi cho thầy 80 cm x 1,6 m. Đấy là kích thước chuẩn. Kích thước là 80. 80 nhá, kích thước Standee là 80 cm nhân với 160 cm là 1,6. Đây, kích thước của nó như này nhá, cả lớp nhớ cho thầy. Đó, đấy là kích thước của cái Standee. Rồi chúng ta làm cả background nữa, backdrop để làm cho nó có những cái phông nền quảng cáo các sự kiện. Thế thì đối với cái này chúng ta sẽ khai báo như sau: size, more size. Chúng ta sẽ nhập vào đây bởi vì trong Word nó không cho kích thước to mà chỉ cho kích thước nhỏ. Đấy, chính vì vậy thì chúng ta sẽ làm một cái tỷ lệ là 1:2. Sau đó khi in thì chúng ta sẽ mang ra ngoài hàng thì chúng ta in phóng to với tỷ lệ là 80 cm nhân 160 cm. Thì của nó cho hết cỡ của chúng ta chỉ được là 25 cm nhân với 50 cm. Đó là kích thước hết cỡ trong Word. Chúng ta nhấp OK cho thầy. Đó. OK nhá. Rồi thì chúng ta thu nhỏ đây thì nó sẽ có kích thước như thế. Đấy, thu nhỏ nhá. Đây, đây kích thước chuẩn của nó Standee. Được chưa? Rồi để làm cái đấy thì bây giờ chúng ta thầy sẽ lấy ví dụ quảng cáo về kem. Kem mà chúng ta hay ăn mùa hè đấy. Nhá. Alo. Các em hiểu chưa? Rồi thì bây giờ các em mới lật về menu insert. Menu insert thì chúng ta sẽ vẽ cái đường cong ở trên. Ví dụ ở đây thầy muốn vẽ thiết kế dưới dạng hơi vát lên. Chúng ta nhìn ở trong hình này có rất nhiều hình khối cho các em lựa chọn. Cho các em lựa chọn. Đấy, ví dụ bộ này này, bộ đây mũi tên này.
bộ hình chữ nhật cong rồi vát cạnh rồi có thể là bo tròn, bộ hình cơ sở của chúng ta basic shape, chúng ta đọc là shape nghĩa là các hình khối, block arrow có nghĩa là các mũi tên, khối mũi tên, equation shape là các khối về về dấu của các phép toán, flow chart là những các biểu đồ vân vân, rồi stem, star and banner là những cái hình ngôi sao vân vân thì chúng ta thiết kế. Đó. Rồi chúng ta sẽ làm như sau. Đối với hình thứ nhất, các em chọn cho thầy hình rectangle là hình chữ nhật. Chúng ta kéo cho thầy trên và dưới như sau. Đó. Rồi giữ Ctrl copy xuống, kéo xuống cho thầy. Đó. Phím Ctrl này cho chúng ta copy nhá. Rồi ta chia làm hai khối. Khối ở giữa để trình bày trung tâm các phần mà mọi người muốn nhìn vào, trung tâm những cái gì mà mình muốn quảng cáo. Phía trên khối trên là chúng ta dùng để quảng cáo tiêu đề. Phía dưới là footer là dùng để quảng cáo về địa chỉ rồi giá cả vân vân. Đó. Rồi tiếp tục trong insert chúng ta chọn hình số 2. Kéo từ đây đến đây. Đó, là có hai khối. Được chưa? Rồi, tiếp tục này. Chúng ta vào insert, chúng ta chọn cho thầy Smart Art là các hình khối nghệ thuật. Đó, ví dụ ở đây chúng ta muốn trình bày hình khối hình hexagon, có nghĩa là dưới dạng như là kiểu trong hóa học người ta gọi là bộ hexa là bộ gì, bộ 6, có nghĩa gồm như benzen rồi vân vân các họ nhà các chất độc ấy, hóa học chúng ta đã thấy. Thì ở đây nó dắt cho chúng ta rất nhiều các hình khối khác nhau để chúng ta lựa chọn. Đó, chúng ta lựa chọn có hình hexa này, có hình này này, hình này vân vân, để chúng ta lựa chọn cho thầy một vài hình đẹp. Đó. Ví dụ về kem, thầy có thể chọn hình này. Đó. Nhưng mà ở trong này nhá, bây giờ trước khi chọn thì các em thấy là cái hình ở giữa là hình chữ nhật với màu xanh da trời. Chúng ta nhấp cho thầy chữ Arctic. Đấy. Thì chúng ta thấy con trỏ nó sẽ nhấp nháy ở ở phía giữa. Đấy. Đó, to lên như thế. Bây giờ ta vào Insert, ta chèn cho thầy hình khối Smart Art. Chúng ta chọn cho thầy một cái hình đẹp vào đây. Đó, hình này nhá. Rồi chúng ta kéo rộng ra cho thầy. Kéo rộng ra, kéo nữa ra, kéo vào góc. Đó. Chúng ta thấy là cái hình khối này. Kéo. Kéo vào di chuyển nhá. Đó. Kéo ra giữa để thầy đặt ra giữa này. 1, 2, 3. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thấy là cái hình này nó nằm ở giữa. Ở giữa của hình này chúng ta kéo lại một tí để cho nó vào giữa trung tâm. Đó. Ta nhóm lại tất cả nhé, các em phóng to lên. Chọn hình này là một này, chọn hình này là hai này, chọn hình này là ba này, chọn mũi tên là bốn này. Đấy. Rồi chúng ta chọn cho thầy nhóm lại. Rồi chúng ta chọn tấm của nó thế. Rồi bây giờ chúng ta sẽ vào trong insert, chúng ta chọn nhóm, chỗ này chưa được đúng không? Rồi chưa được thì nhóm được. Chưa nhóm được thì các em cứ ra hình này. Đó. Kéo xuống giữa nhé để nó vào trung tâm. Rồi kéo sao cho to lên nhé. Ok. Đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ làm như sau. Các em chọn cái hình ở giữa là hình to này, cái hình mà khối ở ngoài nhá, nhấp ở ngoài cạnh. Các
các bạn nhấp chuột phải cho thầy format save. Đấy, thì một cái menu bên cạnh hiện ra, chúng ta chọn phim, chúng ta chọn no fill thì nó sẽ là màu trắng. Rồi chúng ta tiếp chọn line, chúng ta chọn no line. Đấy, mục đích là gì? Mục đích là để cho cái nền nó đỡ cái hình này với màu trắng. Nếu không cái hình này nó sẽ chạy lên trên. Mục đích của thầy là có một cái đệm. Cái đệm đầu tiên là đệm để đỡ cái hình bên trong này, để cho nó vào trung tâm. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cho một cái biểu tượng kem vào bên trong cái hình này. Tượng kem bên trong hình này nhá. Đấy, chúng ta sẽ chọn này, chúng ta chọn thế nào? Format, ok. Đấy, chúng ta chọn picture. Picture thì các em chọn lên đây. File. Thì ở trên desktop của chúng ta đã download các hình vào trong đây rồi. Chúng ta có thể chọn download trên mạng bằng cách như sau. Các em chọn kem. Đấy, các loại kem hiện ra thì các em chọn tool. Các em chọn kiểu là kiểu các kiểu nghệ thuật thả ảnh đấy. Các em chọn size cho thầy, size large có nghĩa là file to nhất. File to nhất. Đó, chúng ta có thể download các kem này về để chúng ta thiết kế cho cái sản phẩm của chúng ta. Chúng ta download về nhá. Đó, lưu ảnh dưới dạng. Đấy, chúng ta đưa vào trong cái phần kem, thư mục các em đặt trên desktop đánh dấu là kem. Đấy. Rồi kem nào nữa cho đẹp. Kem. Đợi một tí nó đào về, nó rất đẹp, nó nét thì chúng ta đào về. Đó. Lưu ảnh dưới dạng. Đấy. Để nó về là không có tên này. Đó. Kem này lưu ảnh dưới dạng. Ok nhá, xong một vài cái nhiều rồi. Đây chúng ta chọn kem. Rồi bây giờ các em có thể cho cái nào giữa cũng được cho cái này đi. Đấy, thì chúng ta nhìn thấy biểu tượng kem nó nằm trong chưa? Rồi, đấy, rất là đẹp đúng không? Rồi trên đây nữa nhá. Trên đây thì chúng ta thấy này, text văn bản ở đây, các bạn nhấp vào đây. Các bạn chọn cho thầy là no fill, là để cho mất cái chữ text no fill. Rồi xong rồi còn hai cái tròn này, chúng ta mới chọn format text. Đấy, và chúng ta lại cho kem vào với file kem khác, ví dụ như này. Đấy, ok chưa? Cái này chúng ta lại chọn cho thầy format save. Chúng ta lại chọn kem. Chúng ta chọn kem này. Đó. Rồi trong lòng của cái này chúng ta chọn một cái kem khác. Ví dụ như bây giờ chúng ta chọn một cái kem đây chẳng hạn. Đó. Chúng ta thấy có một cái cốc đựng rất là nhiều kem. Rồi chúng ta muốn cho hình này nó mờ đi một chút, chúng ta chọn hình fill and line. Chúng ta cho cái transparency này tăng lên để làm mờ đi. Đấy, các em nhìn thấy không? Đấy. Mờ đi nhá cho đẹp. Rồi. Ok, bây giờ còn cái này. Cái này thì chúng ta cho vào đây, chúng ta chọn không có chữ, chúng ta chọn vào đây. Đấy, để cho mất chữ đi. Rồi, bây giờ còn cái này. Các em làm tiếp bước tiếp theo cho thầy, các em nhấp chuột phải. Các em chọn cái nút có chữ edit point. Edit point nhá. Rồi thầy uốn nó cong lên. Đấy. Thầy uốn cong lên, kéo lên cái này cho mượt nhá. Đấy. Rồi cái ở dưới này nữa, uốn theo chiều với kia, chọn nút này. Chúng ta lại chọn edit point và chúng ta uốn cái này xuống dưới. Kéo dài mình ra. Đó. Chúng ta đã được hai cái hình khối hai bên. Ok chưa? Rồi trên đây các em chọn cho thầy chữ như sau. Chúng ta lại format save.
Đấy, rồi chúng ta chọn cho thầy chữ picture. Ở đây chúng ta chọn file khác cho thầy. Chúng ta có thể chọn hai đứa bé này ăn kem. Đấy. Hai đứa bé này ăn kem. Và transparency tăng lại lên. Đấy, để cho nét. Rồi chúng ta chọn chọn cho thầy tiếp ở đây là low no line. Đấy. Dưới này các em chọn cho thầy film and line. Đấy, và các em chọn cho thầy là không có đường viền. Và chúng ta chọn bức tranh. Tranh ở đây thì chúng ta có thể chọn một cái nào đó, có nghĩa là chẳng hạn như thế này. Đấy. Rồi bây giờ ta đã xong hai cái phần này. Ở phần này chúng ta cho nó to ra một chút. Ở 3D lên ra là hơi khó một chút. Thì chúng ta chọn đơn giản, hình đơn giản thôi. Rồi bước tiếp theo các em chọn đây. Các em chọn cho thầy vào trong phần mục, có nghĩa là phần mũi tên này. Đấy, chúng ta cho thầy một mũi tên vào đây. Đấy. Sau đó các em dùng chữ home. Chúng ta chọn cho thầy font chữ. Đấy, các em bốn mùa đặt tên vào đây, chọn edit point, add text. Đấy, các bạn chọn là các em bốn mùa. Kem bốn mùa. Ship home các bạn tăng cỡ chữ lên. Tăng lên bằng cách là chúng ta giữ Ctrl Shift và dấu lớn hơn. Kem bốn mùa. Chúng ta cho nó với một. Ta lại format text cho thầy nha, chọn vào đây. Chúng ta chọn format shape, chọn một cạnh của nó nha. Rồi chúng ta cho transparency color của fill lên. Đấy, để cho nó trong suốt phía kia. Còn chỗ này các em chọn không đường viền thì cho nó không có đường viền ở đây nữa. Bây giờ chúng ta sẽ format cái chữ này to lên bằng cách chúng ta chọn một cái phông nghệ thuật. Đấy. Chọn kem nào cho nó đẹp. Đấy, chúng ta kéo xuống đây. Trên máy các em phải cài đặt thêm font chữ nha, thì nó sẽ đẹp hơn. Đấy, ta chọn cái nào cho nó nhìn bắt mắt một chút. Với màu sắc ở đây các em bôi màu cho thầy là màu đỏ. Đấy. Kem bốn mùa nhá. Rồi tiếp tục các em có thể cho nó ở đây một cái đường kẻ. Đấy, các em vào insert, các em chọn cho thầy một cái đường hình chữ nhật. Các em chọn vào đây. Đấy, các em có thể tạo lên một cái hình khối khác. Đó, kéo xuống rộng một chút. Đấy, chỗ này dùng để ghi địa chỉ. Chúng ta chọn no line để đường viền nó hết. Rồi bây giờ màu thì chúng ta sẽ thay sau. Chúng ta add text đã. Đấy, địa chỉ. À, 160 chẳng hạn Thanh Xuân, Hà Nội. Hôm lên, tăng lên cho thầy. Không cần chữ địa chỉ nữa vì người ta cũng biết là Thanh Xuân Hà Nội rồi. Đấy. Chúng ta cho thầy một chữ màu vàng vì nó lẫn ở trong kem, cho nên chúng ta để chữ màu color màu vàng. Bôi đen hết cho thầy. Đây là thầy làm theo ý thầy, còn các em tí sẽ tự sáng tạo nhá. Rồi màu ở đây, màu của cái phần hình đây, chúng ta sẽ cho nó một màu là màu nào đó. Chỗ Hà Nội nhá. Rồi còn chỗ đây thì các em có thể thiết kế cho thầy thêm một vài cái
biểu tượng nữa. Bây giờ chúng ta sẽ cho cái này đây, viết một cái footer như là website, địa chỉ vân vân. Các em chú ý nhá, cái nào viết, cái nào vẽ trước thì nó xuống dưới, cái nào vẽ sau thì nó lên trên. Ví dụ chúng ta muốn cho cái này xuống dưới thì các bạn chỉ cần là xem to back đấy thì nó xuống dưới, còn bây giờ các bạn muốn lên trên thì các bạn lại chọn là gì, send to front ở lên trên nhá, xuống dưới lên trên là tùy chúng ta. Mũi tên này cho nó lên này, còn mũi tên dưới chúng ta làm như sau. Em bốn mùa tên dưới nhá, chúng ta giữ control copy xuống, được chưa? Copy xuống nhá. Các em vào layout, các em lật cho thầy quay 180 độ theo chiều ngang để cho mũi tên nó ngược lại. Đấy, chúng ta sẽ ghi là như sau, website. Tí ta đổi font sau. Website 2 chấm kem 4 mùa .com.vn. Đấy, chúng ta gõ chữ xong đàng hoàng đi. Control A chúng ta vào home, chúng ta cho nhỏ lại cho thầy. Đấy, nhỏ lại 16 nhá. Rồi bây giờ các em lại tiếp tục này. Điện thoại, ví dụ 0984060405. Đấy, chỗ này chúng ta ghi chữ ăn kem thỏa thích. Chỗ này các em cho chữ cho thầy là chữ màu khác, cho chữ màu đen. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chọn font chữ màu khác. Chúng ta chọn font chữ bình thường đi. Rồi chúng ta cho to lên. Đấy, các bạn sẽ kèm bấm mùa .com.vn. Rồi, chỗ này các bạn cho thầy chữ cũng font giống bên trên. Đấy, chúng ta chọn cái này. Rồi, bây giờ các em làm bullet cho cái này. Các em chọn vào đây. Đấy, các em có thể có hai cái này, chọn nút bullet ở đây, nó sẽ đánh dấu chúng ta vào đây. Đấy, chúng ta cho nhỏ lại cho thầy. Các em thích nó có phông nền của nó màu gì thì các em chọn cho thầy format shape. Các bạn chọn là color, các em chọn cho thầy màu vàng. Đấy, thì nó sẽ liền lên cái này. Các em chọn rồi bây giờ các em cho một hình khác vào đây là ăn thỏa thích như và insert vào đây. Các bạn chọn tiếp cho thầy cái một cái hình nữa, các bạn có thể đánh dấu vào đây. Đấy, rồi các bạn chọn home, các bạn chọn con chữ, các bạn chọn app text, các bạn đánh vào đây là ăn thỏa thích. Ăn thỏa thích, rồi còn gì nhỉ, rồi ăn thỏa thích tiền bằng nhau, đó. Không no không về. Đấy,
Các bạn thấy không? Các bạn có thể thiết kế, sau này các bạn tự thiết kế được. Rồi chúng ta bôi đen này, chúng ta cho bên trái cho bằng nhau. Rồi các bạn phóng to lên cho thầy. Đấy, để cỡ 28. Đó. Rồi bây giờ các bạn cho này nhỏ lại một chút nữa. Đó. Các bạn có thể đây. Rồi cái này các bạn có thể cho nó màu làm đi một chút. À, chữ này, chữ chúng ta chọn save. Đó. Rồi các bạn cho màu lên một chút. Không bao không về. Rồi ghi chữ giảm giá nhá. Đây là mình đã trình bày xong ở cái phần dưới phần trên. Rồi bây giờ tiếp tục chúng ta vào insert, chúng ta chọn cho thầy một cái follow chart ở đây, cái Calio. Đấy, các bạn ghi là chọn như sao. Rồi. Em vẽ vào đây. Khuyến mại là ăn 2 vì được 3 nhé. À, ăn 3 trả tiền 2. Rồi chúng ta vào home. Chúng ta chọn add text của đây đấy. Rồi chúng ta ghi nhỉ, ăn 3 trả 1 đi. Ăn 3 trả 1. Khuyến mãi đến ăn 3 trả 1. Giá 20.000 đồng một suất trên một suất. Đó. 20.000 đồng trên một suất. Đó. Ở cái này chúng ta cho màu đỏ cho thầy. Color chúng ta chọn cho thầy màu đỏ. À, đây là chữ. Ở đây chúng ta chọn sang đây. Chọn ra đây nhá, chọn format save. Chúng ta chọn cho thầy một chữ màu đỏ. Đó. Chúng ta thích cho viền màu vàng, chúng ta cho một viền màu vàng. Chọn color đây, chúng ta cho màu vàng. Đó. Với width chúng ta tăng cao lên là độ dày của viền tăng cao. Đó. Nhá. Rồi dưới này chúng ta cho đối xứng một cái nữa. Insert chúng ta cho thầy một cái hình nữa vào đây. Đó. Chúng ta cũng cho màu viền màu vàng bên trong màu đỏ. Đó. Rồi tăng width lên, tăng width nhá. Rồi chúng ta edit vào đây. Add text khuyến mại hết ngày. Hết ngày 15 tháng 3. Và năm 2021. Đó. Ok chưa các em? Alo cả lớp. Alo. Cả lớp nghe thấy thầy không nhỉ? Chậm sẽ có phim của các em sẽ được học sau cái phần này. Thế các em thấy là tuy là bằng Word nhưng mà chúng ta vẫn có thể thiết kế được theo ý của mình. Thế trên mạng có rất nhiều mẫu. Các em sẽ dựa vào các sản phẩm, các em làm bài như cái lớp kia. Khi mà thầy chỉnh sửa phim xong, thầy đăng lên YouTube thì các em sẽ vào trong đấy xem lại thầy giảng. Đấy, giảng lần đầu thì thầy giảng như này. Rất là dễ rồi, các em có thể là thoải mái chúng ta làm. Bước nói của thầy đến đâu là thầy nói đến đấy. À, cho nên là các em không phải lo chuyện đó nhá. Đó, chỗ này thầy cho to này lên một tí cho cân đối. Đó. Rồi ok.
kéo vào bốn góc có cái bốn cái nút này, tám nút đấy, chúng ta có thể kéo góc đó nhá. Hình thì các em có thể chọn trong insert này, trong shape đấy, trong này có rất nhiều hình thì các em lựa chọn thiết kế cho mình đấy, hình tròn, hình móc vuông vân vân, nhớ là phải có một cái nút đệm nhá. Rồi thầy vừa làm xong bài standy mang tính chất đối xứng, tức là đây đối xứng đây, đây đối xứng đây, ở giữa này hai cái trên hai cái này, dưới đây là địa chỉ vân vân, thì cái này mình cho lên trước của này đi. Ta đổi nó để nó hài hòa. Ok nhá. Các em cho thầy chàng vỗ tay nào. Cả lớp. Alo. Các em đã thấy ổn chưa? Nhá, thế là chúng ta có một sản phẩm. Có một sản phẩm quảng cáo bằng Word mà rất là đẹp. Sau này các em làm luận văn này, làm các em làm đồ án tốt nghiệp này vân vân, hoặc các em tổ chức sự kiện gì đó cho các em, thì các em sẽ vào đây các em học thuộc và các em làm được phần quảng cáo cho mình, mà không kém gì các công ty quảng cáo, họ sử dụng phần mềm chuyên nghiệp hơn, nhưng mà phần mềm chuyên nghiệp của họ chưa chắc đã đủ bằng trong đây đâu, nghĩa là học ở đây đã đủ rồi. Đó. Ok chưa cả các em? Các em có thể edit point cho cái này là to ra một chút cũng được. Để hợp cậu bé kia ra ăn. Bầu ra này một chút được. Đấy, tùy nhá. Đấy là thầy nói thế có nghĩa là chúng ta có thể làm cho nó, làm sao cho cả hai đứa nó hiện ra. Muốn cả hai đứa hiện ra thì rất là dễ thôi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ format cái này là chúng ta sẽ hiện ra được luôn. Đấy, format save nhá. Chọn nút này nhá. Rồi cái ảnh này này, các em có các nút offset này. Rồi các em có thể lùi trái lùi phải nhá. Đây các em nhấp này. Đấy, lùi phải lùi trái này. Đó. Được chưa? Để cho hở cả hai đứa nó ăn. Ví dụ hình nó ra mà nó dẹt quá thì chúng ta chọn này. Đấy. Bố cục của chúng ta là chú ý là cho cái hai em bé này sang bên trái một tí, offset left. Đấy, đấy. Thì đứa kia nó cũng thè lưỡi ra. Đấy. Như là ta phải chọn cái hình ảnh cho nó hợp lý nhá. Cả lớp hiểu chưa? Rồi trên dưới nữa nhá. Ở đây là cái chỗ này để chỉnh cái bức tranh. Còn viết vào đây là viết title của ảnh, nhưng mà không nhấp vào đây nữa. Chúng ta cho vào đây thôi nhá. Đó, thế là chúng ta đã. Các em thấy Word rất là vô cùng đẹp đúng không? Đó. Rồi. Thế bây giờ thầy ghi cái này vào để các em làm luôn bài tập nộp cho thầy nhá. Rồi bây giờ thầy